Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thủ công nghiệp Campuchia, ông Cham Prasit đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, ông Vũ Huy Hoàng, nhằm trao đổi và thảo luận nhiều vấn đề trong hợp tác thương mại, công nghiệp và đầu tư. Tại buổi đàm phán, hai bộ trưởng đã trao đổi những kết quả đáng khích lệ, quan hệ hợp tác thương mại, công nghiệp và đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, trong số hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với nước này. Trong năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với năm 2014. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm xăng dầu, sắt thép, phân bón, hàng dệt may, sản phẩm từ chất dẻo, máy móc thiết bị phụ tùng sang Campuchia và nhập khẩu chủ yếu cao su, hạt điều, gỗ và sản phẩm gỗ từ Campuchia. Hai bộ trưởng cũng đã thống nhất một số biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương trong thời gian tới như tiếp tục đẩy nhanh đàm phán hiệp định thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia, thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Campuchia 2016-2017 và khởi động đàm phán hiệp định thương mại Việt Nam-Campuchia.